cũng được chị ạ. Không, quay thôi chị ạ. Quay à? Đây là bức tường Berlin đây. Và các họa sĩ của thế giới đã vẽ lên trên bức tường. Chính quyền thành phố phải để hàng rào bởi vì nhiều người dân vô ý thức đã ký lung tung vào đây.